Everyone BDS Cẩm Ý 1 xin hân hạnh được giới thiệu với các bạn và các quý vị trên kênh BDS Cẩm Ý 1 được phát sóng 6 giờ 15 phút sáng mỗi ngày trên YouTube. Theo thông tin được cập nhật tại Đồng Nai, hiện nay Đồng Nai có 2 dự án điện rác, trong đó một dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, một dự án Bộ Công Thương đang thẩm định. Nếu cả hai dự án này đi vào hoạt động, tỉnh không phải đầu tư thêm các khu xử lý mà vẫn đảm bảo đầu ra đủ tiêu chuẩn cho chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường. Về tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh mới đây, ông Thái Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Đồng Nai có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án điện rác. Hiện có 2 dự án đang triển khai. Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. Ngay sau đó, dự án có doanh nghiệp đề xuất triển khai với quy mô xây dựng trên diện tích 12 hectare tại khu xử lý rác Vĩnh Tân, thời gian hoạt động 30 năm, dự kiến giai đoạn 1 với công suất 800 tấn rác trên một ngày, sẽ đi vào hoạt động năm 2024. Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục đất đai, quy định thời hạn miễn tiền thuế sử dụng đất, dự án đã bị chứng lại. Dự án nhà máy điện rác tại xã Quang Trung đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất và có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt và đồng thời bổ sung vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh hiện tại. Chủ đầu tư đã quy hoạch diện tích đất 3 hectare, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư một module với công suất xử lý khoảng 150 tấn chất thải trên ngày. Công suất điện dự kiến 3,4 MW trên một module, nhưng dự án chưa được phê duyệt chính thức. Ông Trần Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CB Dịch vụ Sonadeji, chủ đầu tư dự án cho biết, thuận lợi của dự án này là quỹ đất xây dựng nhà máy đang thuộc quyền sở hữu của công ty. Khu xử lý có sẵn nguồn rác, nguyên liệu, tính toán phương án đầu nối nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia. Sau khi được phê duyệt, công ty sẽ triển khai xây dựng nhà máy ngay. Nhiều ý kiến cho rằng, đốt rác phát điện là giải pháp tối ưu trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bởi vừa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lại có thể thu hồi năng lượng. Hơn nữa, việc đốt rác phát điện còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, do còn vướng quy định về đầu tư xây dựng, thuế đất, chính sách ưu đãi nên nhiều dự án điện rác chưa thể triển khai. Từ năm 2017, Đồng Nai đã có chủ trương xây dựng nhà máy phát điện sử dụng chất thải rắn, vừa xử lý rác vừa bổ sung nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện chủ trương này, tỉnh đã quy hoạch các khu xử lý chất thải quy mô lớn, kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư thủ tục các chính sách ưu đãi liên quan. Các dự án điện rác ngay khi có quy hoạch là có nhà đầu tư đăng ký. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cho biết, cuối tháng 3 2021, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo gửi Ban TVTU chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng sở hữu kinh doanh BOO được thông qua chủ trương đầu tư. Dự án sẽ được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động khoảng quý 2 2024. Công suất 800 tấn trên ngày, sau đó nâng lên 1,2 ngàn tấn trên một ngày. Ông Lê Văn Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, nếu dự án đi vào hoạt động, tỉnh không phải đầu tư thêm các khu xử lý chất thải sinh hoạt, không phải gánh chi phí xử lý rác. Theo ông Thư, hiện nay giá xử lý rác thải sinh hoạt là 496 ngàn đồng trên tấn. Nhưng nếu đốt rác phát điện, giá xử lý rác chỉ còn khoảng 473.000 đồng trên tấn, thấp hơn 23.000 đồng trên tấn. Lý do là các dự án điện rác được bán tại toàn bộ sản lượng cho ngành điện với mức giá hơn
2.000 trên kW. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, các dự án điện rác của tỉnh có nhà đầu tư được hỗ trợ về thủ tục, vốn, miễn thuế đất theo quy định, nhưng thực tế số lượng và hiệu quả các dự án chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất phương án đầu tư dự án điện rác Vĩnh Tân theo hình thức PPP. Hợp đồng BOO theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ sở, ngành hỗ trợ, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, có chính sách ưu tiên, ưu đãi cho các chủ đầu tư. Theo lãnh đạo tỉnh ủy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều khu xử lý chất thải đang đốt rác, nhưng không thu hồi năng lượng. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động đề nghị và hỗ trợ chủ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển từ lò đốt rác thông thường sang đốt rác phát điện để giảm áp lực đầu tư khu xử lý, giảm gánh nặng cho ngân sách và góp phần bảo vệ môi trường. Cảm ơn các quý vị đã xem thông tin Đồng Nai có 2 dự án điện rác. Và bây giờ mời các anh chị quốc tế xem thêm thông tin liên quan về vành đai bất động sản khu vực sân bay quốc tế Long Thành. Các quý vị, các anh chị có nhu cầu mua bán, đầu tư bất động sản tại khu vực vành đai sân bay quốc tế Long Thành thì liên hệ comment phía dưới. Chào CC Kavivis, ECB and TH and MN. BDS 1 Zin H and H and HG Theo. Chào TTCC ZB and Mount and Wanu. CPHTSN Turin Kang BSCM Amount 06 OOMI LMPH TME NY PNV CNG VIPSI FUM BDS CAMI 1 ZINKI NCC KVVC CBN VIT VRNG LPH KINTI 2X LONG AND SN AIING ZEMKAY AND HB NIBAIGI ZINNI CZ KVVC ECB and CN V high in K K N H and them and H and G video K tiply in Quan V U T B D ang S N T I K V C S N Bay Cook T Long N T N H ang Nai X Long and Thuk Hein Long T N H N S E T N E N Ban T N G C C T Kawa V B N G P H and G N H Tran V V ang B V ang the C I N U C C T N H Tran BN Kinti Lean and PHT Trin CCM and HLB and SIG and PHH Smith MBOCA and H and TRCH. Tin PHH Min BN H and TRCH and BH and GN. Long and L Mount VR and GL and H Bell N and P and CCMIL and RNGL and Angon M Chun BTH CJ TRNG. VNM Bezaming Long and CT and LR and GL and H Long CT and NAR and G By LR and GL and TR and G and Nikoi CUTBDAS and BCBC CVNAS and they cook T Long and CH and CMN CHOTTCMINGN TH and HPH SNB SHIN CDNBT and GS and Long TH and H City Hotline 098-68766868 GP and 6PCTV NUTBT NS and TI Long TNANG 9 8766868 BITDAN 6T